Người hiền chí là bạn lành, không lay động, không đua tranh. Người hiền chí tu hạnh lành, xa ái dục tránh lợi danh. Người hiền chí tâm cao thượng, sống an lạc, sống yêu thương. Người hiền chí quán vô thường, theo chánh pháp tâm thành lương. Người trí tuệ không tham lam, xa ái dục thoát buộc gian. Tâm vững vàng, tâm thanh tịnh, vui chánh pháp tâm thanh lương. Ta luôn gắng học nói gương, bậc hiền trí đáng cung dường. Hay phát tâm cầu vô thượng, chứng niết bàn giới định. Đối với chân lý gọi là thể là không có thay đổi.
Nhưng mà cái chữ tiền duyên á thì nó sẽ thay đổi theo cái hoàn cảnh, do cái nhân duyên, do cái sở ngộ, và đặc biệt là do cái phương sở mà cái nơi mà chúng ta đến có thể có một số thay đổi. Và người học Phật á là phải học được cái từ tùy duyên nhưng mà bất biến, ngược lại bất biến nhưng mà tùy duyên. Thì kinh Pháp Cú cũng vậy, cái hình ảnh của Đức Phật hoặc là tăng đoàn ngày xưa đó là một trong những cái hình ảnh lời dạy của Đức Phật là nó mang tính bất biến, tại vì những gì có Đức Phật trong thời đó Đức Phật xác định và nó được diễn tả ra trong thời điểm đó không có thay đổi. Nhưng mà với 2600 năm cho đến bây giờ thì chúng ta không thể thực hiện được giống như vậy nữa, cho nên chúng ta phải tùy theo cái nhân duyên, cái hiện tại của nền văn học cũng như là cái nếp sống của thời hiện tại, thì cái đó chúng ta là tùy duyên. Nếu mà chúng ta chấp vào cái chỗ bất biến đó, thì có nhiều người nói rằng tùy duyên vậy thì đạo Phật nó sẽ mất đi cái tinh chất của nó không còn của nó nữa. Và ngược lại mà nếu mà ôm nguyên cái tinh chất của thời Phật quá khứ cho đến bây giờ thì chúng ta sẽ không có thể sử dụng được với cái thời của hiện tại. Cũng giống như ngày xưa mình nói là những cái truyền thống, những cái việc mà trong chiến tranh hoàng thời đồ đá, đồ cổ, đồ mà bây giờ với cái vũ khí hiện đại thì tất cả hai cái không có hợp với nhau. Vừa rồi qua phẩm Phật Đà, hôm nay chúng ta có phẩm hiền trí, phẩm sáu tức là phẩm hiền trí. Kế cái phẩm hiền trí, trước phẩm hiền trí tức là phẩm ngu chứ không phải là phẩm Phật Đà. Nhưng mà vì nhân cái mùa Phật đản cho nên chúng ta đã nói về cái bài kinh liên hệ đến đời sống Đức Phật và những gì của Đức Phật ra đời thì gọi là phẩm Phật Đà. Bây giờ chúng ta nối tiếp cái phẩm mà chúng ta đã học lần trước tức là phẩm ngu. Phẩm hiền trí sẽ cho chúng ta một số nội dung giới thiệu về cái hình ảnh của những người đạt được thánh trí và làm thế nào để đạt được tuệ giác. Bên cạnh đó cũng để so sánh cho chúng ta biết rằng tại sao mà chúng ta không trở thành hiền trí, chúng ta trở thành phàm phu. Hai cái so sánh đó rồi chúng ta chia sẻ với nhau và mình học được cái lời Phật. Hôm qua thì ở Sydney chúng ta trời có rất là nhiều gió và bão đâu đó, thời tiết và bây giờ nó có nhiều cái thay đổi, kể cả cho nên các Phật tử cũng sẽ ảnh hưởng trong đời sống của mình, gia đình của mình, hoặc là thời gian nó cũng sẽ ảnh hưởng những vấn đề của tâm linh của chúng ta. Thầy muốn nói cho các Phật tử nghe về cái bài kinh trong cái phần hôm nay, thì Đức Phật Ngài nói trong cái bài 76, Phật nói đơn giản thôi, Ngài nói là nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn chứ không có xấu. Một cái khái niệm mà được Đức Phật mô tả qua cái lời dạy trong kinh Pháp Cú, nó vừa đơn giản nhưng mà nó có một cái tính cách mình gọi là xác thực mà làm cho người ta cảm thấy giống như là nó có một cái sự bỡ ngỡ. Vì Ngài nói rằng nếu mà mình là bậc hiền trí, hay là mình được bậc hiền trí chỉ dạy cho mình cái lỗi của mình hay là khiển trách mình, rầy la mình, thì thay vì mình phiền não, mình u uất, mình là đau đớn, mình muộn phiền, thì chỗ này Ngài nói rằng
như chỉ chỗ chôn vàng. Thí dụ rồi, thí dụ cách rất là đặc biệt vậy. Vàng thì mình quý đúng không? Ai mà nói chỉ chỗ chôn vàng mà mình được vàng mình mừng rỡ, đằng này nữa là rầy mình thấy mồ thấy tổ, la mình khiển trách mình mà lại coi như là thí dụ như chỗ chôn vàng vậy. Thì các vị thấy không? Khi Đức Phật so sánh vậy, chúng ta thấy rằng là một trong những người có thể nói lên được một cái sự thật. Vì thuốc đắng thì đã tập, phải không? Lời thật thì hay mất lòng. Chúng ta thường thường ở nhà và ở trong cuộc sống thế gian, chúng ta có gia đình, có vợ chồng, con cái, chúng ta có vị trí, có thể làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm ông, làm bà. Và ngay từ khi còn nhỏ chúng ta đã build up, tức là chúng ta đã bồi dưỡng cái bản ngã của chúng ta. Cho nên vậy là mình ít có muốn ai đụng tới mình. Và những cái mà ngày nay con người thường phải mắc phải, tức là con người thích được gì? Thích được vuốt ve tự ngã, không? Vuốt ve tự ngã, khen tặng. Mặc dù mình biết rằng lời đó không thật, nhưng mình cũng thích, nó ngọt ngào. Cho nên người ta nói ngọt mật là làm gì? Chết rồi, chứ không phải mình là rùi sao? Được không? Nếu mà nói mình rùi thì mình không chịu, nhưng mà mình thích mật ngọt. Bởi vì mình nói cái lời nào mà nghe cho nó bùi tai thì mình hay quên đi sự thật. Và thường thường đó là một ngọt mật chết rùi, tức là chúng ta sẽ bị rơi vào những trạng thái khổ đau. Vì lý do nó không có thỏa mãn được tự ngã của mình. Trái lại, trong chân lý hay là trong pháp cú thì Đức Phật lại ngày nói những cái lời rất là thật. Cho nên ngày nói rằng những người học Phật là những người được gọi là hiền trí, hay là những người được bậc hiền trí chỉ dạy đó, thì chỉ lỗi và khiển trách, không phải chỉ lỗi không thôi, nói là đó là cái lỗi của mình phải sửa, không, khiển trách tức là rầy la phạt. Mà cái người được nhận đó thì coi như như chỉ chỗ chôn vàng. Cho nên hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn chứ không có xấu. Cho nên nếu mà mình bị rầy, bị la, bị khiển trách, hoặc là bị nói những lời mà nó không có vuốt ve tự ngã của mình, nó không có tán tụng tự ngã của mình, thì mình phải coi như đó là một cái sự ban tặng quý giá giống như vàng, mà mình nên thân cận với người đó. Vì thân cận với người đó là càng ngày càng mình sẽ trở thành người tốt hơn chứ không có xấu. Bởi vì chính chúng ta ngày hôm nay có một cái là chúng ta hay lừa dối với mình, tức là tự lừa dối với mình, kể là lừa dối tội lỗi và không có muốn cho người ta biết những cái bất thiện về bản thân mình hay về tâm linh mình. Trong khi người học Phật á, là người phải dám có thể nhìn được sự thật, và ít ra cũng phải cảm thấy nghĩa là thống hối, tức là đau đớn trong những sự thật mà mình đã không có thể thực hiện được. Chắc chắn là không ai cũng có thể là biết được hết lỗi mình, và không ai cũng có thể là tránh bị phạm lỗi. Nhưng mà biết ăn năn và biết thống hối về cái lỗi lầm, đây là một điều rất là khó. Cho nên Đức Phật mới khuyến khích rằng nghĩa là chúng ta cần phải có những người trí, những bậc hiền trí chỉ dạy chúng ta. Trong này được thí dụ bằng một câu chuyện rất là hay, chỉ có thời đó mới có thể có thôi, là một cái người Bà La Môn, một người Bà La Môn đi vào trong chùa để làm công quả. Bây giờ mình gọi là tịnh nhân, tức là những Phật tử thân cận trong chùa, muốn được xuất gia nhưng mà làm công quả rất là cực, ăn đồ thừa, ăn đồ cặn, hoặc là lao toilet, lao đủ thứ, giống như các Phật tử chúng ta có một số người đang làm công quả trong chùa vậy, để mong muốn được xuất gia. Nhưng mà ở một thời gian rất là dài, tới nữa là thậm chí nữa là chờ đợi tới ốm o gầy gò, nhưng mà trong tăng đoàn không có cho xuất gia, kỹ nghĩ rằng người đó cũng chỉ là làm Phật tử thôi, chứ không có thể có phẩm hạnh người xuất gia, nghĩ như vậy. Thì một buổi sáng nọ, Đức Phật ngài ngồi thiền xong, ngài quan sát thì thấy rằng cái vị này căn cơ rất là cao. Nếu mà độ xuất gia thì thành tựu đạo quả rất là mau. Cho nên ngài mới thị hiện, cho nên ngài mới đi tới đầu đường kia,
và đi vòng lại trong chùa ngày chẳng, thì ngài thấy cái người nam cư sĩ này vẫn cặm cụi lao chùi đào đất làm những công việc gì đó, thân thể rất là yếu đuối. Mới hỏi rằng này Kila, tức là ta la, tại sao mà làm cái việc gì cực quá vậy, sao mà vào trong chùa ở và ở trong chùa có được đồ ăn đầy đủ không? Nó già có, con có được đầy đủ những gì của chư tăng ăn còn thừa, hoặc là những gì mà của quá tánh đồ đem ở trong chùa thì con có đủ, cho nên con không có thiếu gì hết. Hỏi ông có an lạc không, có vui không? Nói dạ con an lạc, con vui, nhưng mà con rất muốn làm được một điều là con muốn đi xuất gia, muốn làm tăng, nhưng mà không ai kêu con hết, không ai muốn con đi đâu hết, tức là không ai nhận hết. Thì Đức Phật ngài không nói gì, ngài mới họp thánh chúng lại, xong rồi ngài mới hỏi trong chư tăng, trong tăng đoàn khoảng chừng cả 500-700 vị, cả ngàn vị vậy, hỏi rằng ở trong đây từ xưa đến nay có người nào nhận của cúng dường của cái người Bà La Môn này khi mà người đó còn ở ngoài, có nhận được cái sự thực phẩm của cúng dường, tức là thọ ơn của người này không? Thì lúc đó ngài Sa Lợi Phất mới đưa tay nói dạ con có. Hỏi ông nhận gì? Nói dạ có một lần con đi khất thực thì cái người Bà La Môn này đã cúng cho con một muỗng cháo, một muỗng cháo trong cái bát của con, và con đã chú nguyện và thọ thực. Thì Đức Phật nói rằng này Sa Lợi Phất, như vậy thì khi mình thọ nhận một cái món thực phẩm hay là một cái muỗng cháo của cái người Bà La Môn, ông có nghĩ rằng ông có thể độ cho người đó xuất gia được không? Thì ngài Sa Lợi Phất nói dạ con sẽ độ được. Cho nên ngài Sa Lợi Phất rất là biết ơn, bởi vì người này đã từng cúng cho mình một muỗng cháo, cho nên về nhận người này làm đệ tử. Và khi được nhận vào làm đệ tử thì ở trong chùa đó thì giống như mình là chùa nó lớn, cái nơi mà Đức Phật ở ngày xưa đó thì nó lớn, cho nên nhận làm đệ tử mình như lính mới vậy, cho nên cũng vẫn còn ở dưới, không có được nhận được thức ăn, sống rất là kham khổ. Các vị nhớ là ngày xưa thầy có kể giống như hồi xưa mình còn nhỏ vậy, ở trong chùa vậy, ở trong chùa đông mà mình con nít vậy, cho nên nhiều khi không có đủ thức ăn. Nó có nhiều cái khác biệt lắm, khi thầy đi Mỹ kiếm được rồi vậy, mỗi lần thì đâu Phật tử mở lên thọ trai vậy, ngồi cúng dường dọn bàn ăn đầy gì hết trơn rồi chụp hình, thì nó sẽ có nhiều cái sự khác biệt lạ. Hồi nhỏ thì mình muốn ăn á thì không có, tới thèm ăn cũng không có, tới thèm một miếng tổ hủ cũng không có. Rồi bây giờ đó mình hết muốn ăn, mình dư, mình no, thì nếu cứ bữa nào cũng bày lên trên bàn vậy, thì nó rõ ràng là mình không có phước. Nên lúc đó mình muốn, lúc mình cần thì nó lại không có. Nó cần nó có, mà phải có một năm, nó có 5 năm, 10 năm vậy á. Là các vị biết là nhiều khi là dọn một bàn ăn để ăn chung với ông cư sĩ, tức là Phật tử họ lớn, họ làm công quả trong chùa, thì mình con nít đi học về thì cũng ngồi dưới nguyên cái bàn trên vậy chứ, rồi tàu hủ nó không bao giờ lọt tới dưới này trận, tại vì tàu hủ nó đâu có đủ nhiều, phải không? Sau khi xếp bát cho các sư cô rồi, đã tới phiên tới mình rồi là mình ngồi coi như là cái mà không có hơi hắt đây. Nghĩ thấy cũng thương, nhưng mà nghĩ thấy cũng lạ, là rồi tới bây giờ đó thì nó gì đâu mà nó đầy đủ thứ hết trơn, nghĩa là ngồi rờ đụng đâu cũng đồ ăn hết trơn, tới tối rồi mình nằm trong phòng người ta cũng đem đồ ăn vô nữa. Tức là rõ ràng là cái này không phải là có phước, mà cái này là rõ ràng mình không có phước. Có nghĩa là lúc cần được hưởng, lúc cần được bồi dưỡng thì nó không có. Mà lúc bây giờ nó phì như mình sợ mập, mình không muốn ăn nữa đâu, thì nó cứ đẩy vô hoài. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Bây giờ mình suy nghĩ không ra không? Thì cái này cũng vậy, cái ông này cũng vậy. Các vị biết ông là lính, là đệ tử, ngày sáng là mất. Nhưng vô trong chùa đó cho nên rồi ở lọt cái sao cũng không có gì ăn hết. Nghĩa là người ta cúng dường rồi các vị tỳ kheo rồi số lượng đông vậy đó, rồi ổng sống rất là khiêm cung, cho nên vì vậy á đôi khi tới thiên ổng không có đồ ăn gì hết, nhưng mà ổng rất là khiêm cung. Cho nên ngày sáng là bắt cái gì tội nghiệp, thấy nghiệp tội nghiệp đệ tử mình nhận đệ tử mà nó ở xa mình quá đi, không
Ngài là tướng quân chánh pháp, tức là ngài vị đại đệ tử, mà tới 500-700 vị ở trong chùa nữa, mà các ông này cũng lọt vô cái hàng mới xuất gia nữa. Cho nên thôi ngài mới nói thôi để ngài dẫn ông đi, ngài dẫn ông đi khất thực để cho hai thầy trò có cơ hội, với lại cũng như có được chút đồ ăn, nhưng mà cho nên dẫn ông đi. Và nhờ vậy thì trong khi ông đi thì mỗi lần ông đi cách ăn, cách nói, cách làm, cách cái gì vậy, mỗi một kỳ điều ngài phải huấn luyện, chỉ dạy cho các vị mới xuất gia. Và các vị biết là cái vị này rất là giỏi, cho nên nghĩa là nghe chỉ cái gì cũng nghe, làm lỗi là sám hối, biết ăn năn, biết nhận lỗi. Và mỗi một lần ngài Xá Lợi Phất dạy cái gì là vị này đều sửa thực hiện, chỉ trong vòng một tuần không chứng được ai. Cái công phu nghĩa là với một cái bậc hiền trí như ngài Xá Lợi Phất, và với một cái người mà biết nhận lỗi và biết nghĩa là cái bằng rầy phạt mà không hề có một cái lời nghĩa là quán trách hay là hờn giận, mà sẵn sàng tiếp tục đi theo, chỉ trong vòng một tuần chứng A La Hán. Xong rồi cái Đức Phật ngài mới kêu lại hỏi hai thầy trò đi khất thực ở xa rồi cuộc sống làm sao, có hoan hỷ không? Thì ngài Xá Lợi Phất nói rất là hoan hỷ. Thì Đức Phật nói rằng ông thấy đó, một cái người mà chỉ cúng dường trong một muỗng cháo và làm công quả trong chùa bao lâu không ai biết hết trơn, và chỉ được sự chấp nhận của ông cho xuất gia trong vòng có một thời gian ngắn, đi khất thực trong một tuần mà chứng A La Hán. Như vậy nếu bây giờ có một số lượng mà đệ tử nó cũng giống vậy mà nó muốn xuất gia thì ông có nhận cái độ không? Nó dạ con nhận, chứ nếu mà quả thật người nào cũng chịu nghe lời, cũng chịu tu mà cũng tinh tấn vậy thì cỡ nào bao nhiêu con cũng gom hết, bao nhiêu con họ nhận làm đệ tử. Thì Đức Phật ngài mới nói cái câu này, nói cái này là tức là nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ trong nhà, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không có xấu. Ở trong này chúng ta thấy rằng nó có hai cái câu này, nó có hai cái ý nghĩa, và trong cái câu chuyện này nó có hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất đối với ngài Xá Lợi Phất là đối với những người xuất gia rất là trân trọng, rất là quý trọng cái người gì, cái người đã có ơn với mình cho dù nó là muộn cháo. Một cái người khác biệt những cái người Bà La Môn, tức là theo Ấn Độ giáo bây giờ họ đi xuất gia nhiều vị không muốn nhận, nhưng mà đối với ngài Xá Lợi Phất, khi mà ngài biết được rằng người này đã từng có ơn với mình, cũng như mình muộn cháo, ngài nhận người này và hết lòng chỉ dạy. Đó là cái điểm thứ nhất để chúng ta ghi nhận được qua cái câu chuyện này, tức là đối với người học Phật, đối với người xuất gia là quý trọng và luôn luôn ghi nhớ các ân nghĩa của những người đã giúp đỡ mình dù rằng một muỗng cháo. Và đó là qua hình ảnh của ngài Xá Lợi Phất. Và cái thứ hai, cái nội dung thứ hai là nếu một người tu học dù mình có những cái gì dở, hoặc là mình có thân phận thấp hèn thế nào vào trong chùa, mà mình nhất định nhận lỗi, sửa lỗi và không bao giờ có sự oán hận, có sự oán hờn đối với những bậc có trí, đối với những người chỉ dạy mình, thì người đó sẽ mau chóng thành tựu A-la-hán, mau chóng thành tựu đạo. Nó khác với chúng ta ngày nay đó, tức là chúng ta ngày nay đó là cái vai trò của chúng ta nó bị sai lệch đi, trong cái nhận thức của chúng ta nó bị sai lệch đi. Cho nên khi vào trong chùa, hoặc là làm công quả, hoặc làm bất cứ những chuyện gì trong chùa đó, thì chúng ta lại không thấy rằng đây là cái chỗ để mình có thể trao tâm, để học hỏi, để chờ đợi được ai đó rầy dạy chỉ mình chỗ sai, mà mình chỉ muốn được công nhận, muốn được thành tựu qua công việc làm của mình, và ai đó phải khen tặng mình. Thầy có nhiều học trò nói với thầy á, nói thấy thương lắm, nói là con ngu con khờ lắm, hãy có lỗi nào sư phụ chỉ con, nói con, mà sư, các vị biết nói không nghe, nói cũng giống như là cái bồn nước đổ lá bông, nói rồi không chịu sửa, bây giờ nói sao bây giờ. Cho nên vì vậy mình không có phước, tức là nếu mà ngài Xá Lợi Phất ngài chân thành chỉ dạy có một tuần lễ chứng A La Hán, còn đằng này nói tới 10 năm rồi đó nổ chứng, nói giống như là cái bồn cái đồ ngựa đá, nói không thèm nghe luôn. Nếu mà con ngựa mình còn lấy roi mình quất được, còn cái này con ngựa gỗ quất nó nằm yên một chỗ thì làm sao bây giờ.
Cái đó thầy nói thật lòng á. Cho nên nếu mà đệ tử thầy nói rằng cái gì con không biết sư phụ nói cho con nghe một lần con sửa, thì sư phụ mới nói, đằng này nói đã một lần, năm lần, mười lần mà không nghe cứ nhất định là cãi, thì làm sao mà mình có thể mà hóa giải được. Chỉ có trở lại một điều là vì mình thiếu phước và mình chưa phải là bậc hiền. So sánh như vậy mình thấy rằng mình không phải là bậc hiền trí, mình không có đủ đạo đức. Cho nên vì vậy mình mới không có hóa giải được cái người học trò của mình. Cho nên nhiều khi nghĩa là những người xuất gia trong chùa cũng vậy, nói một lần, nói hai lần, và nói nghĩa là cái mầm xa, nói gần. Trời ơi, nhiều khi thầy nói tới canh nông bắn bọn tới. Muốn nói vậy tức là không có muốn đụng chạm tới tự ngã. Người ta nói xa, nói nghe dễ thương lắm, cũng không hiểu. Nói tới gần, nói rõ ràng, bài ra cái bằng như lấy thiếu điều, lấy đồ mà phan luôn. Nó cũng vậy luôn. Bây giờ mình phải làm sao? Chỉ có trở lại là vì thứ nhất là vì mình không có đủ đức, không có phước. Thứ hai là cái người đó khi họ dấn thân nhưng mà không có mục đích, không có mục đích. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong thế giới này, chúng ta đến đây nó có hai vấn đề. Chúng ta có mặt ở đây để làm gì? Chúng ta có mặt ở trong ngôi chùa để làm gì? Chúng ta có mặt để trở thành người xuất gia để làm gì? Đôi khi chúng ta không có, không có đặt câu hỏi đó. Có nhiều người cứ nói rằng trời tự nhiên tới chùa là phải tu chứ, nhưng mà đôi khi tới chùa nhưng mà không tu. Hai câu hỏi rất rõ ràng, hỏi có mặt ở trong chùa làm gì và đến đây làm gì. Có nhiều người nói vậy nhưng mà đến đây, có nhiều người nó đến chùa để nghe kinh nhưng mà không có nghe, thấy không? Chứ đâu phải là nói là, cho nên bây giờ mình cứ nhiều khi mình đặt lại câu hỏi rằng chúng ta có mặt ở đây để làm gì. Đặt lại câu hỏi nó nghe nó có vẻ giống như là nó thừa quá. Nhưng mà có hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta có mục đích, và thứ hai là phương tiện. Chúng ta nương phương tiện để đạt đến mục đích. À, mục đích tức là kết quả, tức là goal, giống như mình đá banh mà vô trái banh, ta gọi là goal, tức là mình đạt được kết quả, là mục đích của chúng ta. Còn phương tiện tức là cái bằng kỹ thuật, hay là cái bằng cái phương pháp, hay là con đường để tu học, cái đó gọi là phương tiện. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ hiểu lầm, chúng ta sử dụng phương tiện, chúng ta cứ kéo dài thời gian phương tiện, và như vậy là cuối cùng chúng ta lấy phương tiện làm mục đích. Cũng như là mình tu mình nói rằng cái đó thì ra không phải vậy, Phật không có dạy vậy, nhưng mình phương tiện thôi. Nhưng mà cuối cùng là mình sống vì phương tiện và chết vì phương tiện. Cho nên do đó chúng ta không biết chúng ta có mặt ở đây để làm gì. Cũng giống như mình làm Phật tử vậy đó. Khi đặt câu hỏi, hay là mình người xuất gia Phật tử tại gia Phật tử gia đặt rằng đó là chúng ta đi tu hay là chúng ta đến chùa để làm gì? Thậm chí cho đến bây giờ có nhiều khi chúng ta đặt sai phương tiện, chúng ta đặt sai mục đích rồi đó, thì những phương tiện chúng ta sử dụng càng ngày nó càng đi xa. Cho nên cái hướng mà chúng ta đi là hướng đông mà chúng ta lại quay đầu về hướng tây chẳng hạn, vậy nó đi ngược vậy đó. Thầy có nói là giống như là hãy nói là tìm em như thể tìm chim, chim ăn bể bắc mà đi tìm bể nam, đi tìm như vậy là suốt đời vĩnh viễn chúng ta không có cơ hội. Và những người mà đến ở trong chùa cũng vậy, xuất gia hoặc là tại gia vậy, nếu mà không đạt được mục đích, không thấy được mục đích mà cứ sử dụng phương tiện và nhớ nhớ đến phương tiện, thì càng ngày chúng ta sẽ càng đi xa lầm. Theo Ngài Trần Thái Tông nói tức là vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật hướng gia hương dạng lý trình, lang thang làm khách phong trần, quê hương ngày lại muôn lần cách xa. Quê hương tức là nói theo thầy Thánh Từ là gì? Là bản lai diện mục, là căn nhà, là tâm linh của chúng ta, là cái mục đích, tức là goal, cái mà chúng ta phải đạt được đó. Chúng ta không có, ta không có đặt cái câu hỏi đâu. Ta đến đây để làm gì? Mục đích chúng ta có mặt ở đời sống để làm gì? Để làm có tiền mua nhà hả? Chỉ nói thôi sao? Hay là để mua được chiếc xe sao? Hay là để mỗi tháng lãnh lương bao nhiêu tiền đó hay sao? Mục đích của cuộc sống là vậy sao? Hay mục đích của sự tu hành là chỉ vô trong chùa rồi có mặt ngày này ngày kia thôi? Không nghe, không hiểu và không có chứng ngộ. Tức là chúng ta chỉ có phương tiện mà không
không hiểu được mục đích, đánh sai mục đích. Quê hương ngày lại muôn lần cách xa. Chỗ này Đức Phật Ngài nói thấy thương, nói rằng là nếu người nào hiểu được rằng khi người ta rầy, người ta chỉ vậy là coi như đó là chỉ chỗ trong vàng quý lắm mà mình không biết, mình lại nhất định không chịu. Và các ông thầy tỳ kheo mà ông thầy mà mới tu được đệ tử Ngài Xá Lợi Phất, các vị biết rằng một trong những người đầy đủ thiện căn lắm, cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói rằng chưa bao giờ người đó bất mãn, chưa bao giờ cãi lời con, và sẵn sàng biết ăn năn và thực hiện các thiện pháp. Cho nên trong vòng một tuần lễ chứng lại, bây giờ câu chuyện đó các vị muốn đọc lại trong Kinh Pháp Cú sẽ có câu chuyện đó, là hiện thực của ngày xưa, là bất biến. Nhưng mà bây giờ vấn đề tùy duyên, tùy duyên, cho nên vì vậy mà 10 năm rồi nó chỉ nổ chứng chứ nó không chứng gì hết. Học trò nó nổ chứng, không chứng gì hết. Là vậy. Đó là thầy muốn nói là vậy đó. Tới đây phải tùy duyên thôi. Tại vì đôi khi ở đây người ta nghĩ rằng đi chùa được cũng là mừng lắm rồi. Nhiều khi đó, ở đây có lúc mà các vị biết là khi thầy đi rồi, bộ xã hội cũng gửi tới nhiều người, bây giờ cả chục người, 15 người cũng có vậy đó. Rồi thầy nói sư cô, chứ mà nhiều vậy sư cô nói trời, miễn có người được rồi, thấy chùa có người là được rồi. Nhưng mà không có mục đích. Mục đích của những người đến chùa phải là mục đích của những người phải thấy được nhu cầu để mình có thể tu tiến, nhu cầu, mục đích của mình có thể đạt được an lạc, hạnh phúc, và đến để có thể làm việc gì đó phụng sự cho tha nhân, thì cái mục đích của mình ở đến chùa nó sẽ có giá trị. Còn nếu mà đến để có mặt thôi, hay đi chùa cho có đông người thôi, hoặc có đông người cũng đỡ ăn trộm thôi, thành ra mục đích có đến chùa để chống ăn trộm mục đích không có, hay là có chùa cho đông người để sợ ma, không đúng, phải không? Hoặc là có chùa cho đông để đỡ, chúng tôi thấy giống như chùa Bà Đanh cái buồn mà không đúng. Cho nên đặt trúng mục đích của nó, để đặt lại câu hỏi rằng chúng ta có mặt ở chùa để làm gì, và làm đệ tử trong chùa, làm đệ tử Phật, làm đệ tử của thầy hay của bậc hiền trí để được gì, là chúng ta sẽ đọc qua câu này. Cho nên câu 77 Đức Phật nói rằng những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính thương, bị người ác không thích. Đó này nó có một cái rất là rõ ràng vậy. Nếu bây giờ mình khuyên hay là mình dạy người này, hay mình làm điều tốt đó, thì người, nhiều người quý lắm, nhiều người khen nó trời ơi, nhờ có thầy, không thầy đố mày làm nên, nhờ có thầy con thay đổi giờ này kia, thì được người hiền, hoặc là được người nào đó thân cận người như vậy, được người hiền thì kính thương, nhưng mà bị người ác thì không thích. Ông nói nhiều quá, dữ quá, ông nói là khó khăn quá. Thí dụ vậy đó. Bởi vì người Việt Nam mình có câu là gì? Giáo đa thì thành thành quá. Cũng như gáo ra thì dài cán thế thôi. Gáo ra thì dài cán, mà giáo đa thì thành quá. Tức là dạy nhiều thì thành quá cách, thành quá cách. Vì vậy mà chỗ này Đức Phật nói rằng đó là những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính thương, và bị người khác thì người ác thì không thích. Không phải là tự nhiên Đức Phật nói câu nói này, vì ở trong thời Đức Phật cũng vậy. Các vị biết là có những vị tỳ kheo, có một nhóm vị tỳ kheo đó, họ làm bất thiện pháp, họ bày ra những chuyện mà bây giờ đó, bây giờ mình nói là nó không có hợp với chánh pháp, nhưng mà nói thì nó dễ bị gì, giống như câu nói này, bị gì, bị người không có thích, tức là không có đúng với Phật, không có đúng pháp của Phật. Tu mà bài những chuyện mà thật ra là nó không đúng với chánh pháp, thí dụ như là nói rằng đó là đôi khi mình không thích những người diện mà nghĩa là tu mà phải hát hò này kia, là nhưng bây giờ mà hát hò chùa thì hát hò nhiều hơn nữa. Nhiều người họ đi đến mua vé đến chùa để nghe hát họ. Vậy thì rõ ràng nó không đúng rồi, phải không? Nhưng
Người hiền á, mình nói thì người hiền sẽ thương, nhưng mà người không hiền thì không thích. Nó là cái đó là chỉ gì thị phi thôi. Thì trong thời Đức Phật cũng vậy, ngay trong cái thời hiện tại của Đức Phật còn tại thế mà cũng có một nhóm tỳ kheo, họ bày ra đủ thứ những chuyện mà giống như xã hội của chúng ta ngày nay có thể xảy ra. Thí dụ như là coi ngài, coi tướng, coi phong thủy, phong xù, phong vực, coi như là đủ thứ hết, coi nghĩa là truyền điện hoặc là giống như là chữa bệnh bằng điện thoại này kia, rồi tất cả những cái đó nó không nằm trong Phật giáo. Và ngay cả trong thời Phật cũng đã có cái đó, bởi vì các vị biết Ấn Độ là cái xứ nghĩa là một trong những nền văn minh cổ đại mà nó rất nhiều cái đạo ghê lắm. Cho nên những người xuất gia làm tỳ kheo nhưng mà họ lại không đi con đường của Phật mà họ lại bày ra những chuyện vậy, nói không nghe. Nói không nghe rồi đến các vị biết cuối cùng nữa là Đức Phật phải kêu hai vị tướng quân chánh pháp, tức là ngày một kiền liên, ngày sáu là bắt á, là hợp lại, xong rồi cuối cùng làm gì? Đuổi họ luôn, đuổi ra khỏi tâm đó. Do vậy mà khi chúng ta học Pháp Cú, chúng ta sẽ so sánh được rằng những gì gọi là chân lý là quá khứ là như vậy, bây giờ cũng sẽ có xảy ra như vậy. Cho nên mình không có ngạc nhiên, mình không ngạc nhiên. Bởi vì khi mà chúng ta ở nước ngoài, chúng ta sẽ học được nhiều cái. Nhất là khi mình các Phật tử mình thấy mình qua phương Tây, mình học được nhiều cái. Những cái này nó có thể, ít nhất nó cũng có thể có 10 cái mà mình gọi là học được, có thể giúp cho con người của mình có thể thay đổi được và cái nhìn của mình. Bây giờ thử các vị thấy là từ ngày mình đi từ cái xứ sở của Việt Nam mình qua đây mình học được gì. Cái thứ nhất đơn giản thôi là về cái số 1 á, của người phương Tây, nếu mình đi làm việc hoặc gặp người ta đó, thì đầu tiên á, là phải học được nụ cười. Hầu như 80% những người mình tiếp xúc với người phương Tây là họ cười, gặp ngoài đường họ cũng cười, họ chào, lời quen lại thì không biết. Nhưng mà các vị có thấy không, nghĩa là mình đi bộ những người gặp người Việt Nam lạnh như băng, không muốn dòm. Trời ơi, tức là đồng hương thành cái đồng nhang, không biết gì đó. Mình đi bộ vậy, đôi khi mình cũng muốn vậy, mình say hello nó không lo gì đâu. Vậy làm sao vậy? Sao các bạn rõ ràng vậy á? Nhưng mà bây giờ cái đầu tiên mình qua bên phương Tây mình học được là người phương Tây hầu như là khi đối diện với ai thân không thân, cười thật không cười, cười giả thì chưa biết, nhưng mà họ phải sử dụng với nhau bằng nụ cười trước, cười chào trước ra. Ở biển, ở trên đường hoặc là ở chỗ công sở làm, họ cũng sẽ chào mình bằng nụ cười. Người mình thì thấy nhiều cái ngượng, thấy cười là như ngượng ngượng, lạ chứ. Lạ tức là cười là mình thấy ngượng ngượng vậy, là không chịu cười đó. Rồi một đó là một cái nền văn hóa các vị không? Cho khi mình tưởng rằng là bao lâu rồi, bao lâu nữa Việt Nam mình sẽ bằng Úc. Rồi khi thầy đi Mỹ, các vị biết rằng bao lâu mình nghĩ rằng Úc nó sẽ giống như Mỹ. Nó có nhiều cái không thể nào khác, thế nào mà có thể mà đi được, đi so sánh được đâu. Các vị mà qua thấy cái phương tiện, cái xe cộ, số lượng người ở bên Mỹ nó 350 triệu. Mỗi sáng mà ra ngồi đó là cái kẹt xe không là tới bị stress luôn, bị nhức đầu. Cho nên Úc mình sướng đó là chạy vậy chứ lâu lâu kẹt xe chút xíu thôi, không chung gì đâu. Với Mỹ là cái mà bước ra đầu tiên là phải nghĩ tới chuyện kẹt xe, ngồi trước khi sáng đi là phải tính giờ để khỏi bị kẹt xe. Càng làm càng nhiều freeway thì con người càng kẹt hơn, vậy thôi. Các vị biết bao nhiêu lane không? Ở Canada nó tổng cộng là 16 lane vẫn kẹt như thường. Một bên là 8, một bên là 8, hai bên chạy ngược vô vẫn bị kẹt như thường. Chỉ cần bị một tai nạn nhỏ một cái là mình phải đứng cả tiếng hồ nằm trên freeway. Cho nên nghĩa là nếu mà học được cái nền văn hóa, mình biết là văn hóa là gì? Là sự hội nhập cuộc sống và cái trình độ văn minh, cái nền văn minh, và phải học bằng qua nhân cách con người. Chứ văn hóa không phải là chữ học, không phải là trong lớp học, mà nó là cuộc sống.
Rồi chúng ta thấy rằng cái thứ hai chúng ta có thể học được ở người phương Tây. Học được gì? Bây giờ mỗi người chúng ta ai cũng thấy rằng lâu nay qua đây chắc rằng bây giờ người nào cũng thuộc cái bài rồi. Một là gì? Đó, xin lỗi và cảm ơn. Không, cái gì cho con, cho mình cho con cho mình cũng vậy, cũng thank you, hoặc người này người kia cũng có thể nói thank you, nói lời rất là nhẹ nhàng. Và cái gì cũng xin lỗi, tức là dù có lỗi cũng xin lỗi, không có lỗi cũng xin lỗi. Người ta đạp vô giò mình cũng xin lỗi. Tại vì sao vậy? Tại vì tôi đứng sai chỗ vậy thôi. Rồi người ta bực bội là vì sao vậy? Tại vì nghĩa là mình bất cứ cái gì mình quen qua, người ta đụng mình cũng phải xin lỗi. Tại vì lý do là người ta đụng mình không phải người ta cố ý, mà mình đúng không đúng vị trí. Nếu mà mình học được một trong những cái nền văn hóa vậy thì mình thấy mình có thay đổi rồi. Bây giờ nếu mà các vị về quê các vị dễ biết các vị lắm, tại vì nếu mà cái gì hở các vị cũng xin lỗi, sẽ xin lỗi dài, sẽ xin lỗi nghĩa là lỗi nhiều lắm. Và rồi sẽ cảm ơn rất là nhiều. Nấu cho người ta ăn mình cũng phải cảm ơn. Nhờ có người ta mình mới nấu ăn được, nhờ có người ta mình mới cho được. Và người ta hạnh phúc thì mình mới sung sướng được. Cho nên vì vậy là mình phải cảm ơn. Người ta ăn nhiều mình phải cảm ơn nha. Cho nên mình còn giữ lại cái nét của quê hương của mình đó. Là trời ơi, thấy lấy gì lấy dữ vậy ông ơi. Múc cũng múc ít thôi. Múc nhiều múc thấy xót ruột quá. Lẽ ra là mình phải cảm ơn. Cho nên mình nói rằng trời ơi, thấy con bộ bán chạy quá, lần sau tôi phải làm nhiều hơn nữa. Phải không? Lần sau tôi phải làm nhiều hơn nữa. Thì như vậy mình mới hiểu được cái văn hóa của cái từ, nghĩa là vừa cảm ơn mà vừa xin lỗi, đúng không? Chứ còn mình mà bây giờ nghĩa là hở gì cũng giống lột, thậm chí chùa đâu phim không phải của mình mà thấy người ta lấy, thấy người ta ăn mà mình nóng ruột. Nhiều cái đồ ăn đó mình ăn cũng không nổi nữa, nó còn dư vậy đó, nhưng mà nhất định thấy người ta ăn đó là mình nóng ruột, mà để lại thì mình cũng không ăn. Thậm chí để tứ thiêu, để tứ hư, nhưng mà người khác ăn thì mình nóng ruột, là mình sẽ không hiểu được cái văn hóa của sorry, của thank you, của xin lỗi. Cho nên mỗi lần các vị học vậy, các vị suy nghĩ rằng đó là chúng ta có thể đó là biết được những cái lời của Đức Phật dạy ngày xưa cho đến ngày nay cũng vậy, nó có hiện thực chứ không phải là có hiện thực, mà mình phải làm được. Nếu mình ở một đất nước này, mình phải tùy duyên ở đất nước của chúng ta ngày nay, mình phải làm được điều đó. Chúng ta đem cái nền văn hóa, chúng ta đem cái đạo lý của Đức Phật là bất biến nó để vào trong thế giới này để chúng ta làm tùy duyên. Nếu mà mình có được chút đỉnh tiền, mình có dư chút đỉnh được, mình nghe một ai đó có gì đó khổ, có gì thiếu, mình sẵn sàng, đó là cái bằng cho. Và thậm chí các vị biết rằng nếu mình không kịp cho, mình phải rất là đau đớn, rất là sorry, so sorry. Bởi vì nghĩa là người ta đi rồi không kịp làm phước. Nhiều khi đó thầy dừng ở xe một ngã tư, mà thầy thấy là người ta đến, người ta muốn xin, hoặc là ở ấy thầy kêu mấy đứa mau đi kiếm tiền để chuẩn bị để cho người ta đó. Mà rồi đèn nó bật ra rồi mình phải chạy, mình không kịp, mình rất là cảm thấy mình rất là ăn năn, rất là hối hận. Tại vì mình vẫn chưa thật sự sẵn lòng, mình cứ đợi thấy rồi đợi làm chậm chạp, cũng như đi tìm chậm hơn để cho xe chạy, là con người mình cũng chưa thực sự phải chuẩn bị sẵn sàng. Phải biết rằng trên con đường đó sẽ có bao nhiêu người đang chờ đợi một chút nào đó, hãy chuẩn bị sẵn để cho ra, thì mình thấy mình hạnh phúc rồi. Trời, mình vừa thấy người ta đến đó rồi, canh me vừa đúng lúc, đèn đỏ ngừng tới cho một đồng vậy thôi, mà trong lòng mình thấy mình rất là vui. Vì sao? Vì mình đã sẵn và mình mong rằng ai đó nhận được điều đó. Chứ còn ở đây mình nghĩa là khi mà người ta không, mình cho người ta không được, mình phải cảm thấy một sự tiếc nuối, một sự hối hận, thì lúc đó mình mới thấy con người của mình có một chút nghĩa là đã chuyển hóa để thích hợp với nền văn hóa của phương Tây. Đó là văn hóa gì? Cảm ơn và xin lỗi. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng trong cảm ơn và xin lỗi cũng phải thật là chân thành, và phải có sự chuyển hóa.
chứ không chỉ là giống như con ngựa bằng gỗ đánh hoài đi, không phải vậy. Cho nên nếu một ai đó dạy mình nói rằng điều đó là sai, nhận thức đó là sai, mình phải lập tức đổi, thì như vậy thì mình mới có khả năng tiến bộ được. Bởi vì các vị biết rằng cái văn hóa của phương Tây nó còn có cái nữa là cái phần khuyến khích, nghĩa là tư duy cá nhân, tức là chúng ta không phải cái gì cũng đỡ tập thể, tức là mọi người nói vậy là đúng, ai nhiều người nói vậy là đúng, không phải vậy. Phải có những cái tư duy, có nhận xét của cá nhân của chúng ta, tức là có tư duy trên con người của mình, đó là văn hóa của phương Tây. Chứ không phải nói rằng đó là quyết định như vậy là cái mọi người ai cũng đồng ý vậy là điều đó đúng. 100 người nói đúng không có nghĩa là điều đó đúng. Chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Cũng giống như bây giờ có nhiều cái phong trào tu học á, nói rằng tại sao là cái đó sai mà tại sao người ta cứ xuống tới đó người ta tu. Càng xuống là càng đến nhiều, càng mê nhiều, không có nghĩa là người ta đi nhiều là điều đó đúng. Vậy phải có những cái tư duy như vậy. Ngay cả như bây giờ nền Trung văn hóa của Trung Quốc đưa vào ở đất nước của Việt Nam và đưa qua của Úc mình cũng vậy. Cũng có những cái phương pháp tu tập mà các vị biết là hoàn toàn không có đúng, không có nên học hỏi, không có nên tin tưởng theo. Chẳng hạn như mình cứ chứ chỉ nhất duy nhất là mình chỉ biết được Phật A Di Đà không là hoàn toàn sai lạc. Đây là một nền văn hóa hoàn toàn sai lạc. Không có một cái gì gọi là Đức Phật A Di Đà, không có một sự duy nhất ở trong đó cả. Đức Phật dạy chúng ta chỉ có con đường giác ngộ tỉnh thức mà thôi. Cho nên đó là không biết tất cả gì, chỉ còn biết duy nhất là A Di Đà Phật không là các vị đã đi vào con đường của gì, của cùng tỉnh. Cái điều đó không có trong Phật giáo. Tất cả mọi pháp môn, tất cả mọi phương tiện của Đức Phật đều dạy để đến con đường giải thoát và tự tại. Không có bám víu vào bất cứ một cảnh giới nào, kể cả đó là tịnh độ. Tịnh độ chỉ là một trong những cái để so sánh với tuệ độ mà thôi. Điều mà những người xuất gia đạt được đó là gì? Đó là niết bàn, đó là sự tự tại. Và sự tại, tự tại đó là sự giải thoát, giống như trên một đóa hoa sen. Đóa hoa sen ở ngay trên thế giới của nhiễm ô này mà trở thành tự tại. Nó thơm là vì lý do nó tự tại, nó thanh nhọc, cho nên gọi là Phật ngồi hoa sen. Nếu chúng ta muốn trở thành những người liên hữu, liên hữu tức là những người bạn sen, những người về một cảnh giới mà có những con hoa sen cho chúng ta, thì chúng ta phải là những người gì? Là buông bỏ, những người tự tại, những người thông dong, không có cố chấp, không có nhất định là chỉ có đây là con đường duy nhất. Không hề có điều đó. Tự chúng ta sẽ làm được. Cho nên với điều kiện đó mà chúng ta đánh giá sai lầm thì tư duy đó cũng sẽ trở thành bình hoạn. Các vị nghe kịp không? Không phải là người ta niệm Phật là người ta có thể làm được, sẽ trở thành một định kiến. Và điều đó sẽ đưa Phật giáo, đưa chân lý sẽ đi vào con đường mê lộn. Cho nên ở đây từ học Phật và Đức Phật đã nói chúng ta rằng ở thế giới phương Tây khuyến khích chúng ta có tư duy cá nhân để chúng ta không có bị lệ thuộc. Nói rằng đó là trong kinh ở đâu đó nói như vậy, tổ nào nói như vậy. Bởi vì các vị nhớ là trong kinh Karma Đức Phật nói rất là rõ ràng, đừng tin ở bất cứ một người nào nói, hay là họ dựng lên một ông thánh đưa một chứng minh một người nào đó, hay gọi rằng lời nói đó được đã kéo dài 5.000 năm, 10.000 năm rồi, hay lấy từ trong một kinh nào, đừng có tin điều đó. Hãy suy nghĩ chính chắn, thực tập mang lại lợi ích hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho những người xung quanh. Điều đó là chuyện gì? Điều đó nên thực tập. Chứ đừng có tin rằng vì đó là trong kinh nói, vì đó là ông Phật đó nói, hay vì đó là vị thánh nhân nói. Đừng tin như vậy. Hỡi những người ở làng Kalama, Đức Phật nói mà, Đức Phật dạy chứ đâu phải là mình ai dạy đâu. Đức Phật dạy chúng ta rất rõ ràng. Cho nên niềm tin mà nếu mà không qua sự thực hiện, không qua sự thực tập, không qua sự tu tập,
không qua chánh niệm có nghĩa là tất cả niềm tin đều trở thành mù quáng. Phải có chánh niệm và trong chánh niệm phải có tỉnh thức. Ngay lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta có sự giải thoát. Còn nếu không, chúng ta vẫn bị những nhà ảo thuật. Các vị biết những nhà ảo thuật không? À, họ ở trên sân khấu, họ làm một con voi đi ngang qua ống thổ lửa. Chuyện đó chuyện thường thôi. Nghĩa là bỏ đồ vô miệng, rút ra một cái bông hoa, chim bay, cò nhảy. Thôi, chuyện đó dễ dàng thôi. Là những nhà ảo thuật. Cho nên vô tình chúng ta bị rơi vào những nhà ảo thuật, bị xâm lấn bởi những cái gọi là văn hóa mà chúng ta tưởng rằng là Phật giáo, nhưng nó không phải là Phật giáo. Cái thứ tư thì chúng ta thấy rằng là văn hóa ở phương Tây nó cũng còn một văn hóa mà chúng ta phải học hỏi. Đó là văn hóa gì? Văn hóa đọc sách. Quan trọng nhất của cái người mà để tạo nên một cái đời sống tư cách cá nhân về kiến thức và nền tảng để sống, để tạo thành một đất nước có văn hóa là phải nhờ tới sách vở. Cho nên các vị thấy những người Tây, những người phương Tây họ đi đâu họ cũng mang theo quyển sách, họ lên xe họ sẽ lửa rồi họ ngồi họ đọc quyển sách hay này kia. Một người phương Tây tính bình quân á, là một năm họ đọc từ 4 tới 7 hoặc 9 quyển sách dày 500 trang. Tính tỷ lệ bình quân của người Việt Nam mình là một năm đọc 0.7 quyển sách cho một năm. Làm sao mình có thể có được nền văn hóa giống như vậy? Giờ thầy cũng chính thầy cũng nói bây giờ xưa mình ít chịu đọc sách lắm, cho nên nỗi mình ráng bây giờ một ngày mình gặm được 20 trang sách là mình cũng mừng rồi. Làm sao mà các vị thấy rằng những người mà ngày xưa đó, tức là Khổng Tử nói đó, trong Khổng Giáo nói rằng đó là 3 ngày mà không đọc sách thấy mình xấu đi. Nói nghe ghê gớm không? 3 ngày mà mình không đọc được quyển sách, tức là những lời dạy hay những cái gì của Thánh Hiền đó, là mình sẽ trở thành con người xấu đi. Còn bây giờ là mình kêu bằng không bao giờ biết được quyển sách là gì cả, mà kiếm những đồ để làm cho mình đẹp. Kiếm những đồ làm cho mình đẹp. Cái đẹp mà của mình kiếm mình làm đó, nó không giống như cái câu được gọi là 3 ngày không đọc sách thấy soi gương thấy mặt mình xấu đi. Xấu đi là gì? Là cái chất liệu, cái nền văn hóa, cái tư duy con người thiện tốt đẹp của mình đó không có nữa. Tức là kiến thức, là tư duy của mình sẽ trở thành nghèo nàn, bình hoạn. Nên tội nghiệp có nhiều người đẹp lắm, đầy đủ lắm, xài đồ hiệu không? Mà trời ơi, nói thiệt tội nghiệp không dám nói. Vì chỗ này đó là chúng ta phải học được cái văn hóa của phương Tây là phải đọc sách, phải nghiên cứu, phải lắng nghe. Trong đó là mình khi nào mình thấy rằng sách vở nó giống như một người bạn của mình vậy, thì tự nhiên con người của mình sẽ thay đổi, sẽ thiện hóa. Đó là cái văn hóa thứ tư không? Các vị thấy không? Lên máy bay các vị thấy không? Những người phương Tây họ đọc sách, nhất là nhiều cái bà thầy thấy nữa là tới măng mắt kiến rồi già, sách cũng sách dày để ngồi trờn dồn hết hồn hết vía. Cho dù đó là một cái pho tiểu thuyết nữa, cũng phải nói rằng đó là nó mang biết bao nhiêu nội dung, biết bao nhiêu văn chương mà người ta cần phải đọc. Một quyển sách dày vậy. Rất tiếc là vì mình tiếng Anh nó quá dở, cho nên vì vậy mình dồn thấy hết hồn hết vía. Thật sự. Còn văn hóa của mình này, cho nên bây giờ chúng ta ngày nay chúng ta bị nghĩa là sống trong một cái đời sống là sống thiệt nhưng mà không có sống, đang đời sống hôm nay bây giờ nhưng mà chúng ta sống với thế giới ảo. Mà hôm đi Mỹ thầy có nói cho một tử ở sân Jose nói gì, chúng ta sống trong thế giới ảo là một trong những nghịch lý. Là tại vì sao vậy? Là vì lên phi trường một đi chỗ nào vậy, thấy người nào cũng chăm chú vào trong cái mạng ảo. Về nhà một cái là ba hai ba đứa con nó nhào vào trong phòng, nó ôm vào game bắn đùng đùng chơi đủ thứ, qua lại bà già bà ngoại ngồi nghĩa là cái phòng chơi game đó, gom lại ông chồng
ngồi computer, bà vợ ôm điện thoại. Trong một thế giới hiện thực, người ta không có sống thế giới hiện thực, người ta sống ảo. Không có người nào nói chuyện với người nào đâu. Nói chuyện với điện thoại, nói chuyện với cái máy, nói chuyện với cái game. Thì làm sao chúng ta có thể tìm được sự thật, sờ mó được sự thật và cảm xúc được sự thật? Chúng ta không có thời gian hành thiền, cũng không có thời gian nghe được một tiếng chuông nữa. Thì làm sao mà chúng ta có thể tìm được một sự bình an, một bình tĩnh của chính thế giới hiện thực? Vì chúng ta đang sống trong thế giới ảo mà mình lại tiếp tục sống trong thế giới ảo. Các vị không tin thử bao giờ bước ra cái là cái mình đi đâu mà cái mình rờ qua rồi lại trời quên cái phone, hồn dí lên mây, làm nên nó là một cái gì ghê gớm lắm. Thiếu cái phone một cái là không cách nào sống được hết trơn. Thì tại sao? Có nghĩa là chúng ta đang sống trong thế giới không có hiện thực. Cho nên thầy nói thầy đi nói chuyện, thầy nhiều khi thầy nói trời đất ơi, thầy nói những chuyện nghe mệt lắm. Nhưng mà muốn thưa với các vị là khi chúng ta học Phật, chúng ta phải học cái gì mà tuệ giác có thể soi sáng được. Nếu mà mình ở phương Tây thì mình cũng phải học được những cái gì mà của phương Tây giúp cho mình trong cái kiến thức, kể cả đó là giống như là cái bằng khả năng của mình, tức là 0.7 một năm, 0.7, trong khi người ta đó là tính ra là người ta từ 4 quyển cho tới 7 quyển sách, 9 quyển sách, mình 0.7 không biết được nhiêu. Tính tỷ lệ không được một. Rồi bây giờ các vị thấy rằng đó là cái phương Tây nó còn có thêm một cái phong hóa là nó không có soi mói đời tư của cá nhân. Cho nên nếu bây giờ mình đi làm một công sở nào, người ta không có cần biết mình là người dân nào cả. Họ coi vào năng lực của mình, họ coi vào năng lực của mình, và đồng thời cũng có nghĩa là họ coi vào cái giá trị chuyên môn của mình. Cho nên những người rất là giỏi, các vị thấy không, ở đây mà các vị ra Karamata thì kể như ông Tim Wong rồi, ông là người gì, người châu Á này kia, nhưng mà ông làm manager tới bao nhiêu năm không? Tại vì mỗi vậy là ông lấy được bao nhiêu triệu cho ngân hàng của Central, giúp cho Central nó thành công dữ lắm. Cho nên là lương một năm 1 triệu cũng không chung gì với người đó đâu cả, tại vì cái năng lực của họ. Chứ không phải nói rằng tại vì mình là đầu đen không làm ngân hàng được sao, phải không? Ở bên Mỹ cũng vậy, người ta nói là dùng cho những người Việt Nam mình. Và những người Việt Nam mình đã qua bên đó thành công, họ đứng những cái chốt rất là lớn. Tại vì sao vậy? Tại vì người ta không có phân biệt, không có phân biệt, không có soi mói và đời tư cá nhân. Không phải giống như bây giờ mình nói như thầy, tại vì sao? Sức lanh của thầy ngày xưa là làm gì? Ăn trộm xoài. Thấy không? Rồi ngồi, nghĩa là ngồi đợi hoài, không có miếng tàu hủ nữa. Nhiều khi phải chôm bậy miếng tàu hủ ăn. Thí dụ vậy. Không có phải nhìn như vậy, mà người ta phải nhìn cái năng lực và những cái gì người đó có chuyên môn có thể cống hiến cho xã hội hiện tại. Thì đó là một trong những cái mà nền văn hóa phương Tây đã đang áp dụng. Chứ người châu Á mình ít có chịu làm. Cứ nhìn quá khứ của người ta, cứ suy nghĩ quá khứ của người ta mà không thấy cái hiện tại của người ta. Rồi ngay cả phương Tây, ví dụ mình ở phương Tây, các bạn thấy điều thứ 6 phương Tây, nó tự do và thậm chí nó là cái bằng tư duy của họ là cái bằng chỉ trích những nhà lãnh đạo. Vì những nhà lãnh đạo là những người giống như mình gọi là tôi tớ, tức là đã người ta bỏ phiếu anh phải làm cho đúng, nếu không được là người ta có thể phê bán anh. Nhưng mà ở những đất nước châu Á, trong đó có nước chúng ta, tức là còn có tôn sùng lãnh đạo hay gọi là gì, thần tượng lãnh tụ, ông nội rồi. Ngày hồi nhỏ là thầy đã hát, nghĩa là kêu bằng toàn nhân Việt Nam nhớ ơn gì, nhớ ơn muôn năm. À cái vậy, mới có 6-7 tuổi là phải đứng lên chào cờ, ngày nào cũng vậy đó. Cũng giống như ở bên Bắc Hàn bây giờ, tức là phải nói tới gì, phải nói tới nghĩa là kêu bằng lãnh tụ, nghĩa là toàn là 1.000 năm không à. Phương Tây không có điều đó. Phương Tây thậm chí nữa là bây giờ đang làm tổng thống như là Obama hay gì vậy đó, là làm sai hoặc là nói sai vẫn bị đít, vẫn bị đem ra nữa là cái bằng treo toàn tay lên. Không có gì là lỗi lầm cả. Đó là một trong những nền văn hóa phương Tây mà chúng ta có thể suy nghĩ.
bệnh như là bệnh thần tượng lãnh tụ. Rồi nếu mà ở phương Tây mình sẽ thấy rằng cái tầm nhìn của người phương Tây nó khác với mình, tức là người ta đầu tư cái gì, người ta tính làm gì là người ta vẫn chỉ chuẩn bị là từ 20 năm trở lên, tối thiểu là 20 năm. Khác với mình là gì? Mì ăn liền, để lâu nó còn nở nữa. Cho nên nữa là thấy người ta làm ăn cái gì mà cái còn có tiền là nhào vô chụp giật làm liền, không sao, miễn năm sau phá sản không sao, miễn ôm được những tiền nó thôi. Cái người phương Tây nó khác với mình là bắt đầu họ muốn đầu tư, muốn cái chuyện gì làm ăn, họ phải tính được rằng là 20 năm sau con đường này nó xảy ra sao và chuyện gì. Cho nên vì vậy người ta có một cái gì, có một cái dự án, có một sơ đồ để người ta làm. Chứ không giống như mình. Còn mình là gì? Là mì ăn liền thôi. Cho nên vì vậy mà là hãy thấy, nghĩa là hãy nghe ai mở cái gì ra làm ăn được, hay nghe ai nghĩa là làm gì mà nói chung là cái phần hơi có chút đỉnh có tiền đó là lời chừng 1-2 ngàn cũng kệ. Cho nên nhào ra, đó chính là những cái thất bại và cái nền văn hóa phương Tây mà chúng ta chưa bao giờ có thể tiến tới. Họ làm một cái gì như vậy, cái dự án của họ là họ phải tính nghĩa là phải 20 năm là ít, còn phải 100 năm sau là mới nói tới chuyện một sự thay đổi rồi. Còn mình không có. Năm sau, mới có 6 tháng sau là cái gì? 6 tháng là sáng tháo. Cho nên có những cái mừng, có những cái băng nhạc nghĩa là cái bằng sống gian là sáng cái dòng đó cũng còn đó được. Rồi dựng tiền ta được nhiều được. Ai tin nữa thôi. Cho nên đồ bán đồ ra nó là mới được sản xuất ra, trời ơi thấy con làm tiền chẳng là kéo hai cái gãi rồi thôi, mua một lần một suốt đời không mua nữa cũng sao, biển lấy được tiền cũng đó thôi. Hai cái nền văn hóa nó như vậy mà làm sao mà nó có thể tiến bộ được, mà nó có thể khác biệt được, mà nó có thể đi lên được. Học bao nhiêu năm để mình có thể thành được. Ta làm nó đổ mà nó mòn mất cái chữ mà ta vẫn còn xài. Hãy nhớ ngày xưa các vị biết ở Việt Nam mình á, thích nhất là một cái nồi cơm điện. Nồi cơm điện đổ mà nó mục ở ngoài rồi người ta làm thay đóng cái thùng khác được, mà cái nồi nó vẫn chưa có bị hư. Rồi cái lon sữa mà để cho con nít nó uống thôi là ghi ngô, không ta để tới 5-10 năm vẫn còn xài. À, của mình một bữa trước bữa sau nó lủng rồi, nó chảy rồi thì làm sao giờ. Thôi không dám nói nữa. Cho nên đó là một trong những cái khác biệt, cái tầm nhìn của chúng ta nó như vậy. Và nếu nói về những cái tôn trọng, hay là ở phương Tây họ cũng có một cái nữa là họ tôn trọng gì, họ tôn trọng phụ nữ, thấy không? Bảo vệ phụ nữ, lady first mà. Nhưng mà lady first, cái tôn trọng phụ nữ mục đích là gì? Là muốn nói đến cái sự bình yên của gia đình. Cho nên đời sống gia đình họ có hạnh phúc hay không là nó liên hệ đến vấn đề bình yên đó. Nếu một người không biết tôn trọng một cái người bên cạnh của mình để xây dựng một xã hội, một cái nền văn hóa ở trong xã hội gia đình đó, thì coi như sẽ đụng chạm. Nếu cái người phụ nữ không có thích hợp với mình nữa, họ cũng sẵn sàng chia tay trong vui vẻ. Chứ tôn trọng đây không có nghĩa là họ phải ở cái chuyện mà chung thủy, nghĩa là vì nếu không chung thủy thì bị tội lỗi, bị bắt buộc này kia, hoặc là bị người ta chửi, người ta nói này kia đâu. Không sao, ở đây người ta tôn trọng là vì nếu hai người đã không đồng ý với nhau thì chia tay như vậy. Mình người kia được quyền tìm một người khác và mình cũng được quyền tìm được cái hạnh phúc của mình. Cho nên đây là tôn trọng phụ nữ, cũng đồng nghĩa là họ bảo vệ được hạnh phúc của xã hội và họ bảo vệ hạnh phúc của mình. Chứ không phải là mình nói tôn trọng phụ nữ là phụ nữ nó có cái gì để tôn trọng, là đàn ông coi thường đàn ông. Thậm chí hồi mình mới qua đây họ nói là một là con nít, hai là cái phần phụ nữ, rồi ba là chó, rồi không, thứ tư tệ con chó. Phải vậy không? Nó phải vậy. Nhưng mà ta muốn nói tới cái vấn đề đó là phân biệt đây để cho thấy rằng nếu không tôn trọng được một cái chuyện đó nào đó thì làm xã hội sẽ bị gì? Sẽ bị trở thành gia đình trị, sẽ bị gia trưởng. Người đàn ông sẽ lấn lướt và làm như vậy đó thì xã hội nó không có tự do, không có freedom. Không có tự do tức là không có hạnh phúc. Chỉ nói vậy đâu. Cho nên xã hội phương Tây được gọi là xã hội có hạnh phúc vì biết tôn trọng một điều mà người ta thường không tôn trọng, dễ vỡ. Cho nên phụ nữ nó mềm yếu, nó dễ vỡ. Nó dễ vỡ lắm. Cho nên vì vậy người ta bảo vệ, người ta tôn trọng để cho nó biết trở thành sức mạnh của hạnh phúc. Đó là người ta khéo léo không? Cho nên mình phải học được điều đó. Hay là ở xứ này thì mình thấy rằng nó khác ở Việt Nam mình một cái nữa là chúng ta cái điều thứ 10 là chúng ta người ta khuyến khích cho tư duy về thắc mắc.
tức là tìm tòi cá nhân. Bởi vì con nít ở đây các vị thấy không, nó khác chứ ở Việt Nam mình cái gì cũng không biết, nên nói sao phải nghe vậy nghe, nói vậy đó, ờ về làm vậy, nói dạ vậy thôi. Nhưng mà ở đây nó không được thôi. Why? What? Tại sao? Thấy không? Khuyến khích tư duy cá nhân phải phải tìm tòi, phải nói cho rõ lý, phải trình bày cho đúng mức, chứ không thể là dùng cái thế lực áp đặt nó rằng ờ à, tới vậy là phải vậy đó, kêu lại thì chống thu lại để cho không được hỏi nó tại sao tôi lại được phải không? Nó là ví dụ ông cho ăn, nó tại sao lại không cho tôi ăn mới được chứ? Why? Bây giờ ở đây cái gì có cái con nít bây giờ cái gì nó cũng why, nó quay đấy rồi mình cũng mệt, nó quay đấy rồi mình cũng quay luôn là vậy đó. Cho nên trẻ con ở đây nó thông minh lắm, tại vì nó được phát triển bằng tư duy của cá nhân, nó được khuyến khích, cho nên nó là cái gì con biết cái gì đó, con sẽ đặt câu hỏi, và thậm chí nó nói nhiều câu hỏi mình người lớn nghe cũng chán chán luôn. Tại sao vậy? Là vì nó được nuôi dưỡng bằng một cái sự khuyến khích tư duy của cá nhân. Bây giờ chúng ta học tiếp cái câu 78. Chớ thân bất vạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Thì cái này nó dễ quá rồi, đâu cần phải giải thích đúng không? Tức là Đức Phật khuyên mình là không có nên gì, không có nên thân với bạn ác. Chớ có thân với kẻ tiểu nhân. Các vị lưu ý vậy, cho nên nhiều khi đó mình dễ dãi nữa, thôi kệ không sao đâu. Nhưng mà khi mình ở gần người ta mình sẽ bị nhiễm, và thậm chí mình sẽ bị người ta hại. Ở đây không phải là mình có sự phân biệt, nhưng mà đối với người học Phật cũng vậy, phải rất là cẩn trọng trong vấn đề giao tiếp với bạn bè. Kể cả đừng có tưởng rằng mình nói rằng nó là bạn đạo là nó giống đồng với nhau, cũng phải có sự chọn lựa. Chuyện tu cũng vậy thôi. Chúng ta hay nói một cái câu rất chung, nhưng mà đạo nào cũng tốt thôi, đừng có bao giờ nhìn như vậy, bởi vì nhìn như vậy chính chúng ta sẽ bị lầm lẫn. Chắc chắn cái từ đạo đó là tốt rồi, nhưng mà những người sử dụng và mang danh đạo đó có thể làm chúng ta đi xa hàng ngàn dặm, đi xa. Cho nên chỗ này Đức Phật nói rằng chớ thân với bạn ác, chớ thân với kẻ tiểu nhân, mà hãy thân với bạn lành, hãy thân với bậc thượng nhân. Bởi vì thường thường nếu mà mình thân với người mà bạn là ác hoặc là những người tiểu nhân, đôi khi mình không có, mình không có làm chủ được mình nữa. Cho nên ví dụ mình có bạn vậy đó, mình muốn mua, ví dụ giờ mình muốn đi mua cái áo đi, mình đi kiếm một cái người cái kiến thức nó không có hay nói gì, nó cứ chê nó là cái áo nó không đúng, cái áo nó không đẹp, mình đừng mặc cái áo đó. Rốt cuộc mình mua cái áo mà cho người ta thích chứ không phải cho mình, nó khổ vậy đó. Tức là mình mua cái áo mà cho người ta thích chứ không phải của mình. Hỏi là tôi mặc cái áo nó được không? Nó được, đẹp lắm. Mình mặc nhưng mà thật ra đẹp là đẹp của người đó chứ không phải là đẹp của mình. Cho nên với học Phật phải nhìn, phải suy nghĩ rất là thận trọng, bởi vì cuộc sống chúng ta dễ bị chỗ đó. Thậm chí nó là đôi giày cũng vậy thôi. Mình phải mua đôi giày, một trong những cái khó nhất của đi mua đồ đó là đôi giày. Nhớ đừng có mua giùm đồ giày cho người ta. À, các vị phải đồng ý không? Cho nên đôi giày đó đôi khi là đi nó phải thích hợp, nó phải không thôi là một đôi giày nó có thể làm cái chân mình bị đau, bị hư cái chân. Và cái số của đôi giày đó nó cũng không có giống với nhau, của mỗi hãng giày nó khác nhau. Rồi chưa kể là cái chiều ngang của chân mình, có nhiều người cái chân ngang chiều nó to, có nhiều cái nó thon. Cho nên là cứ nói số 11, miễn số 11 mà mua về xỏ không vô. Thứ nhất là người ta phiền, thứ hai là mình bị mất tiền mà mình không cảm thấy hạnh phúc đó. Cho nên vì vậy đó là mình phải mua đôi giày bằng đôi chân của mình, và hãy đứng trên đôi chân của mình và đi trên đôi giày của mình. Cứ giờ mình nói đôi giày đó đi không có đẹp đâu, rồi mình không mang. Rồi cái mình mang đôi giày của nó đẹp mà trời nó ra thấy một đi, các vị biết không, một buổi về rồi nó phòng một cục lớn vậy. Tại vì chỉ vừa lòng người ta là vì nó cái đó đẹp. Tại sao mình phải làm điều đó? Tại sao mình cứ sống theo cái kiểu người ta muốn, trong khi đó là đâu mình muốn mình lại không xài, mình không làm được. Không phải ai nói các vị đâu, bản thân thầy đi đã về phòng của chân. Thật ra mình cũng muốn mang, nhưng mà vì lý do nó
không nổi rồi. Cái người khổ là từ mình chứ đâu phải người ta đâu. Không phải là người ta. Cho nên hãy sống, hãy đứng trên đôi chân của mình, đi vào đôi chân của mình, làm ơn đừng phải đi đôi chân của người khác. Hãy tôn trọng những cái hạnh phúc của người khác để biết được rằng mình cũng cần có những cái hạnh phúc của mình. Cho nên khi mình thân cận với ai thì mình phải coi chừng rằng đó là cái lời nói của các ý kiến của người ta nó không phải là nó đúng đâu. Và cái mà những người mà được gọi là cái bằng tiểu nhân, những cái gọi là nghe nói và góp ý của người ta không phải nó làm mình trở thành người tốt đâu. Tại sao các vị biết không? Câu chuyện này nói trong thời Đức Phật cũng vậy. Ngài Chana tức là Sa Nạp là một tỳ kheo, nhưng mà ông phê phán kịch liệt trưởng lão Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Ông nói hồi khi mà Đức Phật đi xuất gia, tôi đưa Đức Phật đi xuất gia, Đức Phật đi xuất gia rất là cô đơn, rất một mình, khổ sở vậy, thành đạo dạng vậy rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ cái Đức Phật thành đạo rồi, nói cái gì cũng là trưởng lão Xá Lợi Phất, cái gì cũng là tướng quân chánh pháp và Mục Kiền Liên, hai ông đó không có ra gì ta? Phê phán vậy Đức Phật mới, người ta nói xong rồi kêu, rồi Đức Phật nghe vậy kêu Sa Nạp tới nói: này Sa Nạp, có phải rằng đó là con đã phê phán hai vị trưởng lão là như vậy vậy, mấy ông đó nói là chỉ mượn hư danh không? Nói dạ con nói hồi thời Phật đi xuất gia, hồi thời Phật thành đạo khổ hạnh không có nói, sao bây giờ tự nhiên cái gì cũng nói rằng hai người đó là người đại diện cái giáo hội, cho nên vì vậy mà con phê phán, con nói ông nhận lỗi. Đức Phật nói không phải, con phải biết rằng hai vị này là hai vị nữa là đã đạt được những cái thánh trí và những người đáng ngưỡng mộ, cho nên con phải quý kính nhưng con phải tôn trọng. À, rầy ổng nghe, ổng nghe xong rồi, nhưng mà qua chỗ khác nói nữa thì Đức Phật nói đây là kẻ tiểu nhân. Mà các vị biết không, thậm chí Đức Phật nói rằng chỉ cho đến khi nào Như Lai nhập Niết Bàn thì mới có thể có biện pháp để sửa đổi ông này. Các vị thấy ghê gớm không? Đức Phật còn sống sửa ông không được. Cho nên bây giờ nhiều khi thầy còn sống, thầy nói gì tới nó không nghe, nó cứ một hai là nó nói như vậy là đúng. Bây giờ mình phải làm sao giờ? Thầy chỉ nói một câu là đợi khi nào tôi nằm xuống rồi, rồi sẽ có biện pháp. Thật sự là như vậy. Đức Phật nói ông Sa Nạp ra rằng đó là tôi nói ông rồi, kêu ông tới nói rằng Xá Lợi Phất có một kiện lương là bậc thượng nhân xứng đáng được đại chúng tôn trọng, tại sao nhất định phỉ báng và chê bai? Nói dạ con nói sự thật, nghe nghe thôi. Rồi Đức Phật làm gì? Đức Phật nói với Ngài Hà Nam rằng đợi đến ngày Như Lai nhập Niết Bàn thì con sẽ có, giáo hội sẽ có biện pháp để cải sửa ông này. Rồi các vị biết sao? Sau này Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài A Nan và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp họp đại chúng lại xong rồi ra lệnh gọi là mật tẩn Sa Nạp. Mật tẩn tức là cái mà hủy bỏ toàn bộ, không nhìn nhận ổng trong giáo hội. Ổng muốn làm gì ổng làm, ổng muốn nói đúng nói sai thì ổng trời hồn dí ổng lên mây, coi như là bây giờ ổng tu cũng như không tu, không ai nhận ổng nữa hết. Cho nên nó thôi đừng có hủy diệt tôi. Cái bằng đi con đường này là hết con đường rồi, cho nên xin lại sám hối, không có dám giữ cái ý kiến đó nữa, mà phải đợi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì giáo hội mới làm lễ, nghĩa là mặt tẩn, tức là cái bằng không nói tới nữa, không nói tới tên nữa, không nhìn tới mặt nữa, và có sống trong chùa cũng giống như người đã chết thì coi như không trở thành, không còn gì nữa, đau đớn, không sám hối, không nói rằng không dám nữa. Thời Đức Phật đã có những con người như vậy. Cho nên Đức Phật cũng nói câu pháp cú này: chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Chứ không phải là khi mình đi chùa hoặc là mình làm những người xuất gia thì mình nghĩ rằng nó giống như nhau và bạn nào cũng có thể nghe lời người ta, nói nghe lời người ta nói, coi chừng người ta nói không đúng, và coi chừng người ta xúi mình, người ta đưa mình vào những con đường của bất thiện pháp. Cho nên phải rất là thận trọng khi kết bạn với nhau, rất là thận trọng. Và nói như vậy không có nghĩa rằng những người bây giờ giống như giờ Phật vậy, tức là không chịu nghe,
nói là trơ trơ luôn. Thì chỉ có con đường duy nhất là nếu mà nói như thầy, thầy cũng nói chỉ có ngày nào thầy không còn sống nữa thì quả mai, lúc đó cái gì thầy nói nó sẽ có giá trị. Còn bây giờ đó, nhiều nghe Đức Phật nói rằng đợi Như Lai nhập Niết Bàn rồi thì giáo hội sẽ có biện pháp xử lý sanh, tức là sanh. Và lúc đó Đức Phật nói câu kệ này. Cho nên ngày hôm nay Như Lai muốn nói với các đệ tử rằng đi xuất gia hay là đại gia thì phải gì? Phải xong, phải trở thân với bạn ác. Chứ bạn ác ở đây, chứ mình nghe cái từ ác mình tưởng đâu là giết người, không phải vậy đâu. Bạn ác ở đây tức là những người không có thiện pháp, không có sửa đổi và không có những cái tích cực trong chánh niệm, mà những người đó rất là thất niệm. Những người đó rất là cái bằng, mình gọi là cái bằng cái gì? Bà tà. Tức là thị phi. Đó. Tức là nó thuộc về thị phi, cho nên vì vậy mình phải cố gắng nữa là để giảm thiểu những điều đó. Bởi vì mình nghe nhiều thì mình bị não loạn nhiều, nghe nhiều thì mình bị lung lạc nhiều, và cuối cùng mình sẽ trở thành một trong những người muốn nghe. Cho nên nhiều khi ở trong chùa, các vị không, trong chùa có nhiều những người xuất gia cũng vậy, chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng muốn nghe đó. Cho nên là thay vì là người ta làm ba con khỉ là gì? Bịt miệng, rồi bịt gì? Bịt mắt, rồi bịt gì nữa? Lỗ tai. Đằng này mình phải kéo lỗ tai cho dài như là ngựa, như cái bằng là mọi cả răng căng tay vậy, nghe hướng nào nó cứ quay. Nó giống như là cái radar vậy. Cái chuyện gì mình phải biết, tại sao là mình phải biết chuyện gì? Có chuyện ở trong này không? Chuyện mà Karamata, không phải chuyện Karamata. Chuyện tới nữa là cái bằng Melbourne, chuyện tới Nam Úc, chuyện mới tới Úc. Chuyện gì mình cũng phải biết để làm cái gì? Thì chính những chỗ đó là những chỗ thị phi, là mình sẽ làm mình không còn trong chánh niệm, mình sẽ khổ đau. Dù là xuất gia hay là đại gia cũng giống như vậy. Các vị bật bài thơ mà tự biết mình rồi không? Bài thơ tự biết mình tức là quay về rồi tôi kiếm lỗi tôi, quán sâu mới thấy là lôi thôi đủ điều. Rõ ràng là vậy thôi. Quán thiệt là sâu, bởi vì quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thì thời chiếu kiến ngũ quẩn dây không được. Thì ra bây giờ mình ngồi nghĩa là mình phải nhìn lại. Kỳ vừa rồi mình làm cái lễ của Vía Quan Thế Âm là ngày 19 tháng 9 vừa rồi là vậy. Tức là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là Avalokiteshvara, tức là quán sâu con người của mình, rồi mình mới chữ Ravara cuối cùng đó là tự tại, là giải thoát. Ngài là một bậc giải thoát, là bậc tự tại. Cho nên vì vậy mình phải nhìn, phải sâu, phải tìm được quán âm của mình. Cho nên những cái mà mình gọi là quán thấy được mình lâu thôi đủ điều, tham sân, rồi tham lam, sân hận, mạng kiêu, chê bai, rồi xét nét, rồi nói nhiều hơn hơn tu. Nói nhiều hơn tu, thay vì ta tu nhiều hơn nói, đằng này nói dữ lắm mà không chịu tu. Nhưng bây giờ ta nói nhiều khi muốn tranh chánh điện cho có người để lao, cho sạch, cho chùi, để đi về, để nghĩa là cho cái giống như là chùi cái trần tâm của mình vậy. Nhưng mà đến buồn, cái nên thích chỗ nào mà có người nói. Rồi nhiều khi ta chánh điện tội nghiệp đó, mấy ông la hát cũng ngồi nghe ta lù xù, trời ơi nghe chết người nữa. Ba con người ngồi đến lù xù qua cái chuyện của thiên trời địa đất, mà la hán đứng đó đứng lắc đầu lắc không được, đứng như cục gỗ để lắc không được. Chỗ đó nó là chỗ để thanh tịnh, chỗ để mình lao, chỗ để mình yên, chỗ để mình ngồi. Mà rồi lên đến bắt đầu cúi đầu súng lại, xù xì xù xì. Cho nên la hán lắc đầu tội nghiệp, còn Phật thì thôi nhắm mắt. La hán là lắc đầu, Phật thì nhắm mắt. Cho nên tôi kệ bay, làm gì làm. Bởi vì mình nói nhiều hơn tu, bấy lâu hay nay bị cầm tù trong bao cám dỗ, bịt mù lợi danh. Một lời nói cũng hơn tranh, tham ái chấp ngã quẩn quanh giữa đời, lay quay tóc đã bạc rồi, sống trong phiền lụy một đời đa mang. Giờ coi lại coi con này ai tóc bạc thì tự coi đi. Có nhiều người nào nói là tóc còn đen thì thôi kệ, ráng đợi vài năm nữa. Còn ai tóc bạc rồi thì thôi, đa mang tâm sự, đa mang sự đời nhiều, khổ nhiều, cực nhiều. Không nói nữa, đủ giờ.
chọn thành Phật đạo.